Thông báo của Bộ Y tế cho biết, bệnh nhân thứ 35 là nữ, 29 tuổi, là nhân viên bán hàng của siêu thị Điện Máy Xanh ở quận Hải Châu, Đà Nẵng. Khoảng 18 đến 19 giờ ngày 4 tháng 3, bệnh nhân có tiếp xúc trực tiếp với hai người anh tại siêu thị. Những người này sau đó được xác định là bệnh nhân COVID-19 thứ 22 và 23. Tối ngày 10 tháng 3, Viện Pasteur Nha Trang nhận được mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng gửi đến. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Như vậy, đến nay, tổng số bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Việt Nam lên 35 ca, trong đó 16 ca đầu tiên đã được chữa khỏi và xuất viện. Trong tổng số 35 ca này, có 12 ca liên quan đến bệnh nhân thứ 17, người đã du lịch Anh, Pháp, Ý và Việt Nam trên chuyến bay VN0054.